Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện clip reaction một bộ phim ngắn, đó là bộ phim Đừng Diễn Giả của Loren Kid, phim ca nhạc Rap Trong Tôi 3, sự trở lại của Loren Kid. Một bộ phim của Loren Kid dựa trên một câu chuyện có thật đã xảy ra trong 3 năm qua. Đây là một câu chuyện có thật nha các bạn nhé. Đừng diễn giả, tức là đừng diễn nữa, tức là đừng giả diễn nữa. Nói tóm lại là tất cả chỉ được gọi là một màn diễn kịch thôi, kiểu như là vậy. Ok, xem nha, không nói nhiều, đã xem luôn. Vừa vào đã nhảy nhót các kiểu rồi. Mới vào video thôi, một cô đã ra đi rồi. Buồn thật. Đây là một bộ phim xã hội đen. Tôi đoán như vậy vì đây toàn mặc đồ đen này. Nhìn xăm trổ này, các kiểu luôn. Bộ phim này kiểu giống xã hội đen sao ấy. Dàn diễn viên thì toàn trai xinh gái đẹp. Đi ra, tất cả lé đường ra nhanh đi, tất cả dẹp đường ra, dẹp đường ra, đi ra. Đàn bà con gái, đàn ông say rượu cứ bám vô, đi ra. Người mất thì cũng đã mất rồi, buồn thì cũng có giới hạn thôi. Buồn quá mà đi uống rượu chè say xỉn này cũng không tốt các bạn ạ. Các bạn là người mất thì mất rồi, không thể nào sống lại được ấy. Xem tiếp. Cái bạn nữ này gian xảo quá, nhìn cái mắt gian xảo quá. Má mày chết rồi, định chừng nợ với tao luôn á hả? Vậy là sao cô? Con không hiểu. Tự coi đi. Cái gì mà cả tỷ với cô? Chứ sao? Nè, nói cho tụi bay biết nha, tụi bay mà không trả tiền cho tụi tao hả? Tụi tao sẽ giữ cái sổ đỏ lại và xếp nhà tụi bay, nó hiểu chưa? Mới vào phim thôi, tôi đấy, ông Loren Kid này chuẩn bị khổ đấy. Chưa xem nhưng biết là ông ấy chuẩn bị khổ rồi. Các bạn thấy bạn nữ này có điểm gì khác không? Các bạn nhìn kỹ xem, có gì khác không? Xem tiếp nha. Thôi buồn, buồn có thể giải quyết mà. Sao không lo được chứ? À, còn mấy đống nợ này người ta thiếu mẹ anh nè. Tại sao mình không tìm những cái tung tích người này rồi lấy tiền trả cho người ta? Hình như là nhà này cho vay nặng lãi sao các bạn ạ? Tức là nhà ông này là cho vay nặng lãi, bây giờ có rất nhiều giấy nợ còn dư, còn có đóng lại người ta chưa trả nữa. Đây, một đống luôn này. Cho vay nặng lãi. Dạ, đây có phải là giấy mượn tiền của chú với bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc của chú? Là mẹ cháu đó. Đúng rồi, nhưng mà chú đã trả cho mẹ con xong lâu rồi. Chưa xé giấy mà chú. Chỗ chú với mẹ con á là thâm tình dữ lắm, chắc là mẹ con quên số giấy nợ thôi. 200 triệu nữa đó chú, sao mà quên được, chú chưa trả thì đúng hơn đó. Chú nói chú trả rồi. Chú mà không trả là con kiện chính quyền á, giấy trắng một đen đành đấy mà. Đã, chú nói sao chú, bây giờ chú tính sao? Đã nói trả rồi, đi đi. Mình quá. Phải đó là đến bây giờ đó. Đây là giấy mượn tiền của cô với mẹ con á. Cái gì? À, cái này á là cô trả rồi, cô trả lâu lắm rồi. Sao kỳ vậy, cô trả mà sao cô không xé giấy? Tại vì á, chỗ mẹ con với cô á là chỗ tâm tình, cho nên cô không xé giấy. Cô nói vậy là nghe không hợp lý. Mẹ con giúp đỡ cô, bây giờ cô nói vậy là sao? Cô mà không trả là con kiện đến chính quyền đó. Đấy, lại nhìn cái cô bạn gái này. Cô bạn gái này có âm mưu gì đó. Cái gì? Có đi không? Cô Quảng cáo này. Quảng cáo Thấy trai đẹp ấy, tí tưởng nó tí tởn rồi này các bạn này. Em sao? Đùa chứ. Bay trò rồi, bay trò rồi. Úi trời ơi, úi trời ơi. Ngã quả đẹp quá. Chiêu trò để làm quen đây mà. Tôi phải học tập để tôi đi tán gái mới được. Thôi đến buồn. Đây là cảm giác của anh. Ồ, có số điện thoại rồi. Có gì gọi cho anh. Có dạy là phù hợp anh sẽ kêu em. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Nguyễn Thị Hoàng. Đây đúng là kiểu như là công ty cho vay tiền ấy, cho vay tiền. Tôi không biết là có vay nặng lãi không, nhưng mà vay tiền thường là phải lãi rất là cao rồi. Vay ngoài không phải vay ngân hàng ấy. Cứ gọi là vay nặng lãi đi. Alo chú à? Chú lợi cháu mấy tỷ ra chứ trả ra. Alo. Alo. Dạ cho hỏi có phải có quà không ạ? Dạ, dạ con là con của mẹ Ngọc á. Các bạn nhìn chưa, cầm các visit này đấy, nhắn tin mấy ông bạn Nghĩa rồi này đấy. Con gái bây giờ tranh thủ đấy mới được, ở cạnh người yêu vẫn nhắn tin được ông này. Ui ôi, tôi biết là mẹ con cũng mất rồi cho nên là con thấy cái giấy mượn tiền đấy đấy, các bạn nhìn chưa, rụt rè này, dở vờ thôi. Alo. Alo. Em hả? Em giúp giùm anh cái này được không? Anh cái phim của anh đang thiếu một dây nữ á, em giúp anh được không? Dạ được, dạ được. Vậy tốt quá, cảm ơn em. Để anh kêu trợ lý nhắn cho em địa chỉ nha, rồi giúp giùm anh nha. Rồi em tới liền nè. Thế là có ngày mới đấy. Bây giờ không phải là hàng nữa mà là diễn viên rồi. Em đi đâu vậy? Vinh để nẻ ngồi sau tôi lút nước bọt là mầm kìa. Thì em đi làm, chứ ở nhà ôm cái đống giấy nợ đó, em đi chịu đói. Cái thái độ nói này cảm giác tôi không thích rồi này. Các bạn có nhìn thấy cái gì không? Ok, cắt, tốt, chuyện tốt lắm mới tốt. Cô em phát huy nha. Đây là hợp đồng, anh ký hợp đồng với em. Em sẽ là diễn viên cho phim mới của anh. Em xem đây này. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Hợp đồng để làm diễn viên mới mà sờ lên tay này thế nào rồi? Hợp đồng ở trên tay hả? Tôi thấy lạ nhất hợp đồng nó ở bên dưới cái bàn này. Thế mà cái bạn nữ này quơ đúng cái tay ông này. Thế mới tài, con gái giờ quơ giỏi thật. Quơ kinh. Đi đây coi. Ông này bắt gặp. Chào gì hả? Anh không thấy tôi đang ký hợp đồng nữa. Ký hợp đồng thôi ngồi im đi. Đi quay gì tới anh? Anh là bạn trai của em đó. Từ nay trở đi á. Thôi. Anh không làm cái gì của tôi nữa. Rồi. Chia tay đi. Em phải nói cái gì vậy hả? Từ bây giờ trở đi, tôi làm chuyện gì là chuyện của tôi. Thậm chí tôi có ngủ với thằng nào cũng là chuyện của tôi. Thế là không được. Anh không làm cái gì của tôi nữa. Chia tay đi. Em phải nói cái gì vậy hả? Từ bây giờ trở đi, tôi làm chuyện gì là chuyện của tôi. Thậm chí tôi có ngủ với thằng nào cũng là chuyện của tôi. Cái tác này là cái cuối cùng. Coi như tôi trả tất cả cho anh. Lúc bạn có tiền thì người yêu bạn sẽ bên cạnh bạn, mà lúc bạn hết tiền thì người yêu bạn sẽ rời xa bạn. Thất tình về đi uống rượu rồi. Tôi khuyên các bạn nam nhé, thất tình cũng không nên khóc. Tôi thấy MV ca nhạc nào các bạn nam thất tình cũng khóc là thế nào nhỉ? Đúng là phim thật, không phải là ngoài đời, không phải khóc. Anh sai rồi, anh đánh em là anh sai rồi, cho anh một cơ hội nữa đi. Tú, anh đang nghĩ em mà, anh chỉ hứa chị cho em hạnh phúc mà. Hạnh phúc hả? Hạnh phúc với cái người rapper của anh hả? Hay là lông bông đây đó? Hay là nợ nần? Nhìn kỹ đi, tôi bây giờ sắp sửa trở thành một ngôi sao rồi. Điểm là đeo chân hạt. Anh hai, em tránh ra đi. Tú, em đừng đi mà. Anh đừng nghĩ em mà, cho em một cơ hội nữa đi. Cầm số tiền này mà trả nợ đi. Chứ anh không lấy đâu mà. Lấy đi cưng. Đừng có trách người chị này không có tâm nha. Không phải dùng tiền của gái điếm. Mày nói ai là điếm hả? Tôi nói chị đó. Không phải, ngày xưa chị cũng từng cầm tiền của anh hai tôi hả? Bây giờ anh hai tôi thất thế, chị cũng dùng cách này để mồi chài thằng khách kiếm tiền. Như vậy, không phải làm gái vậy. Tình yêu không có lỗi, chỉ là do quá mù quáng thôi. Vả luôn em gái luôn, em gái mắng cái bạn gái, mà vả luôn cái em gái luôn. Buồn cười thật. Từ bé giờ, không bao giờ anh hai đánh khổ hắn đâu. Con người xấu xa này, mà anh hai đánh khổ không? Mày mà nói một lần nữa, tao không dám đánh mày, tao giết mày đó. Tú, anh đừng nghĩ em mà, em cũng thấy rồi đó. Anh đừng thể làm tất cả như em mà, cho em một cơ hội nữa đi. Được đâu. Anh biến em con gái đi. Trời ơi, để cái tôi yên đi. Tú, Tú. Xem phản ứng của người bạn này như nào nhé các bạn nhé. Tôi nghĩ là ông này sẽ giúp ông Nghĩa. Tôi nhìn mặt ông này rất là phúc hậu, tôi đoán là ông này sẽ là người tốt trong bộ phim này. Mà các bạn thấy tay tôi to từ lúc tập gym, các bạn là tay tôi như tay trâu luôn này. Đấy. Tập gym vào người to lắm, đô lắm các bạn. Các bạn là bé bé đấy, các bạn đi tập gym đi nha. Đẹp lắm. Ngon dữ mày, công nhận ngon thiệt mày. Hả? Ai chê mặt như vậy hả? Tôi lớn rồi, chuyện của tôi á. Ông mất, bây giờ em gái chơi bời, tức là buồn quá. Không cần anh lâu. Gì vậy? Một cái ngon đó. Đi luôn đi. Đừng ghét mặt về nhà nữa. Nghe chưa? Chị ép gì với mẹ đi con? Làm gì vậy? Vô đâu đây? Về đi. Con giỏi con đi luôn đi. Con đừng có dám tàn tàn về với mẹ nữa. Nhớ lại lúc trước mẹ cũng mắng như vậy, mắng ông Nghĩa như vậy, sau đến bây giờ ông này lại mắng em gái, kiểu như vòng tuần hoàn nó lặp đi lặp lại. Cuộc sống mà. Mày đang làm gì vậy thằng chó? Anh làm cái trò gì vậy? Anh hỏi em đang làm cái trò gì đó? Trò gì vậy? Kể tôi. Em có biết nó đang lợi dụng em không? Lợi dụng hay không á, đó là việc của tôi, không phải việc của anh. Em chuyện gì với mẹ? Sao mẹ đã giữ tốt? Nó đã lừa gạt con á, nó làm mờ mắt con rồi. Mẹ già rồi, mẹ lú lẫn rồi, mẹ biết cái gì mà nói. Hả? Đi em. Nghĩa. Vòng tuần hoàn nó lặp lại. Bây giờ ông ấy nghĩ lại những lúc trước mẹ mình đã làm gì, bây giờ cảm thấy nghĩ lại cảm thấy có lỗi. Ôi, ôi, nó bắt em gái thật mà. Ôi, mày để làm gì em tao? Mày để không nặng. Hôm nay mày làm tao không vui thì em gái mày sẽ trả. Không nặng tao sẽ giết mày. Đưa nó vô phòng. Không, không nặng tao sẽ giết mày. Không, không. Rốn nạn tao sẽ giết mày. Mình rốn nạn, thả em tao ra. Tao đã quay lên hết tất cả rồi. Nếu mà mày chết thì tao chết cho cả thế giới này biết em gái mình chơi sướng cỡ nào. Đi thôi. Đấy là. Sau đến đoạn này tôi cưỡng chế thì tôi chỉ muốn nhảy vào tôi cứu thôi. Tất cả chỉ là mơ thôi. Ôi chết rồi à? Chết rồi. Sao vậy? Sao? Anh xin lỗi, tôi sắp khóc rồi các bạn ơi. Tôi chỉ muốn nói hộ ông này mà anh xin lỗi thôi. Không như là anh này. Để anh này đưa về. Nấu những món mà em thích nè. Em ăn xíu đi. Căn bản là bị một cú sốc rất là lớn. Tóm lại là con gái thường là yêu, tức là ít bản lĩnh của đàn ông ấy. Thường là một cú sốc lớn thì thường là người sẽ đơ đơ như vậy. Anh muốn hủy hợp đồng. Tiền bồi thường hợp đồng anh chuyển vào tài khoản cho em rồi. Ủa anh? Đúng rồi anh. Em đâu có ý định mà bỏ anh để làm chỗ khác đâu. Tôi biết ông này là người tốt mà, các bạn ông này là bạn của ông Nghĩa. Hủy hợp đồng nó đúng. Hàng nó phải về đúng nghĩa của hàng, các bạn hiểu không? Về chỗ khác. Xin lỗi, anh không thể làm việc với một ngôi sao diễn xuất tốt như em. Ông chưa mất. Ông chưa mất các bạn ơi, ông vẫn còn sống nhá, ông chưa mất nhá, chưa mất nha. Tôi lúc đầu thấy ấy, lúc đầu thấy em gái Nghĩa khóc tưởng là mất rồi, chưa mất các bạn ạ, vẫn sống. Con yêu bé Tú mù quá, si mê nó quá, thế nào cũng bị bé Tú nó lợi dụng. Chứ thật ra những người mà nợ tiền mẹ con á, người ta đã trả hết rồi. Bây giờ á, còn bộ số tiền đó đều ở trong sổ tiết kiệm của con á. Sau này á, con cố gắng nhắm nháp gia đình cho thật là tốt nha chứ con. Tôi đây cái kết nó có hậu rồi đấy. Phụ lòng của ý thác của mẹ con, nhớ chưa? Mà tính gì nó hết ngoại. Cái kết có hậu rồi đấy, ông. Mấy bữa nay ngoại tỉnh rồi, nhưng mà ngoại nằm ở đây để mà coi là Nghĩa có thay đổi gì không á. Bộ phim cái kết rất là hay rồi. Phải xem là còn cô người yêu nữa như nào nữa. Đúng, con ra ngoài. Khốn nạn, con dán với bạn Thai hả? Nghĩa, con nghe ngoại nói nè. Thai, con hiểu lầm rồi Thai. Hiểu lầm cái gì? Thật ra mọi chuyện là... Không, đưa nó vô phòng. Khốn nạn, nó sẽ giết mày. Cái kết có hậu dần đấy. Ngon quá ta. Tất cả chỉ là một màn kịch để giúp ông Nghĩa này quay từ cuộc sống ăn chơi trở về hiện thực. Bỏ hoa để tắt. Nhưng mà từ nay về sau anh đừng đến Thôi, không xem bạn này nữa. Giữa chúng ta còn gì để nói sao? Đúng rồi, thôi, kết thúc. Ôi trời. Thôi. Thôi không xem đoạn này nhá. Không có anh, em không thể sống được. Ui rồi, không có em không sống, anh không sống được. Nhưng mà không có em, anh sẽ rất là hạnh phúc. Đừng làm phiền anh nha. Anh mà quên, sẽ tìm bó hoa. Ông này học được cách sống nữa, cách bản lĩnh rồi đấy. Tôi muốn học chăm cách sống của ông này. Tôi cũng phải bản lĩnh. Bây giờ tôi đã đi action xong một MV phim ca nhạc. Đó. Bây giờ tôi sẽ bình luận nha. Tuyệt vời. Và tôi like luôn video vì bộ phim ca nhạc này rất là hay. Và nếu các bạn muốn xem thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh BD Media Music. Tức là BD, tức là tôi không biết đọc tiếng Anh, tôi đọc gọi là BD Media Music. Đấy, các bạn bấm đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi ra MV mới, MV ca nhạc hoặc MV phim ngắn thì các bạn có thể nhận được thông báo nhé. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh này nha, BD Media Music. Đấy. Cảm ơn các bạn xem clip của tôi. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bạn.